Bởi vì cái lứa cho con đầu tiên của nó phối với con cọc thì nó ra như thế này. Đó là lý do tại sao mà con vẹn phối lần hai cho phối với lại con Bắc Hà trắng là vì như vậy. Cho bản rồi, cho bản thì nó còn pha máu lung tung nhiều lắm. Hai con chó non không xích bao giờ. Nè. Em cọc vàng. Em vẹn này là em vẹn Bắc Hà. Đó. Lông đuôi đẹp luôn. Tai chuẩn luôn. Đang phản ứng lại cái xích. Vì bình thường là thả cho nó chứ không có những xích bao giờ. Bắc Hà này. Đây. Đây. Con vẹn ra Trấn An đây đi. Ra Trấn 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 An em đi. À, Trấn An chị đi. Một con bản và một con nhà đẻ ra. Con này là mua bản về này. Mua từ bé nhưng mà không có xích nó, thành ra là nó không quen với lại xích. Quay video thì xích nó tí. Cái mặt rất là xinh. Con này thì có cái đuôi nó còn đang còn cho non nhưng mà cái đuôi nó đã lông, nhìn cái lông đuôi của nó. Nhưng không xích thành ra là ra đây xích thì nó lại cứ ngồi. Con này thì lại đớp xích. Cọc. Đây là lý do tại sao mà lần vừa rồi mình cho con vẹn nó phối với lại con Bắc Hà. Đây chính là con của con vẹn. Con của con vẹn lứa đầu tiên. Đây. Nó ra con như thế này, lông đuôi như thế này. Kéo nhau. Lông đuôi như thế này, đây. Đó, đuôi đó. Lưng bắt đầu dậy lông ở lưng. Tai thì là tai Bắc Hà. Đuôi Bắc Hà đó. Một số người thì bảo là cho mình cho cái con vẹn cọc đuôi đấy nó phối với lại con Bắc Hà là lãng phí vì nó bị lai con vẹn với con Bắc Hà. Nhưng mà như thế mình nói là trong cái máu con vẹn là ở trong con vẹn là cái máu Bắc Hà của nó nhiều, vì là qua cái đàn cho con đầu tiên này nó đẻ là con này này. Con này là cái đàn cho con đầu tiên của con vẹn nó đẻ. À, nhìn cái đuôi của nó đó. Nhìn cái đuôi và cái mặt. Nhìn cái đuôi và cái mặt đó. Đó. Tại sao mà cho nó phối với lại con Bắc Hà. Người con Bắc Hà luôn này. Đuôi Bắc Hà này, tai Bắc Hà này. Đến đời này thì đến đời con của nó dù nó phối với con cọc nhé. Nhưng mà nó lại ra con Bắc Hà. Đó. Đó. Đây. Mặt con Bắc Hà đẹp luôn. Con này nó còn đang non. Con này là tính ra đến bây giờ là nó là được 8 tháng. 8 tháng hay 9 tháng. Đó, nhìn đuôi nha. Thank you.
này trông nó với mấy cái con kia thì trông thấy nó nhỏ chứ cũng không phải là. Con này coi như là đẻ xong thì chắc được khoảng tầm 17-18 cân thế thôi. Bây giờ còn cho tơ này 15 cân thì đẻ xong chỉ khoảng tầm 17-18 cân, đẻ xong người nó dày hơn. Con kia nó ghét con này á, một mình một kiểu. Con con cái bây giờ chuyển sang vàng đấy á. Thôi đi vào chuồng đi, vào đi, vào trước đi. E thẹn. Mà cắn với con trắng thì được cắn thì cắn đó. Chiêu gần. Hà đẹp chưa? Đó là lý do tại sao mà con vẹn phối lần hai cho phối với lại con Bắc Hà trắng là vì như vậy. Bởi vì cái lứa cho con đầu tiên của nó phối với con cọc thì nó ra như thế này. Cho bản thì nó còn pha máu lung tung nhiều lắm. Mặt Bắc Hà đẹp luôn, tai Bắc Hà đẹp luôn, đuôi Bắc Hà đẹp luôn. Thế mới hay. Hay không? Đấy. Con này sau sẽ cho ghép với lại con Bắc Hà được. Đó. Thế mới hay. Thế mới hay.